Tôi háo ra gắn lại là bị vậy á. Dạ. Yeah. Giống cục con tơ. Hey. Hello mọi người, hôm nay bao nhiêu sẽ quay Hiếu Đỏ nha mọi người. Quay hàng Hiếu Đỏ. Quay cu lôi, cu lôi. Lẹ lên, lẹ lên. Quay đi. Đây là Tuyến nha. Đó, Tuyến. Hiển. Quay vlog đó cha. Dĩ Tôn. Rồi ngoài qua hết đấu luôn. Đi. Để đấu tôi quay video luôn. Hello. Đấu hết tiêu không dám đi. Nay hai giỏi sẽ đi hết đấu Gubit nha, đi. Đi, kêu đám đi luôn. Mày dẫn đầu. Đi. Hai giỏi đi hết đấu Gubit nha. Tôi quay phim cho. Đi. Tôi sẽ. Ôi, quay, quay, quay. Đó kìa. Đó kìa. Đó đâu, đó đâu. Đây. Hết đấu Gubit. Đây đây đây. Ê, đét đấu Gubit nha. Quay, quay. Vô quay á. Vô vô vô. Đây á. Trời ơi, cơm chó. Quay cơm chó luôn. Trời ơi, cơm chó. Rồi. Ta sẽ tìm góc quay tốt nhất. Quay trong. Sao nghĩ ta? Ok, hãy giỏi đi hết đấu luôn á. Trời ơi, lẹ lên, lẹ lên. Tao quay cái rồi. Quay bên phải đi. Làm gì nữa, nghe nhạc cái gì? Lẹ đi, đi khỏi hút mê rồi. Đừng để mua nha, đi tới sạch khách đi. Ô. Ok. Thằng Tiến đi đâu đây nữa? Tiến dám vô đây chơi không? Vô luôn Tiến. Bộ bắt đầu. Trời ơi má, cơm chó kìa. Để tao quay khúc cơm chó. Trời ơi. Má cơm chó đi đâu gặp chó cơ cội. Leo lại đây, lại đây coi. Lẹ lên. Trời ơi, còn nhắn tin ghê nữa. Tôi nhắn tin ghê luôn. Lẹ lên, đi khỏi hút mê rồi nè. Xin lỗi, xin lỗi. Được chưa, ăn hai bàn về được chưa? Chơi chơi chơi, ném cao luôn. Hả? Chơi dữ vậy? Quay không? Quay không? Ê, đang quay vlog nè. Quay vlog, quay vlog. Ê, làm què lại mất hồn mày. Ăn hú rồi. Chơi nó không? Chơi nó không? Rồi rồi, ném cao rồi. Chắc điện thoại tao hết mê quá bạn.